SVA 1800 hàng của USA nha quá, hàng USA nha, hàng Mỹ nha quá, đó là hàng Mỹ nha, mình nói hay chậm luôn. Bác có tính năng quá chi là đẹp và sang trọng nha. Nó sẽ có hai bản, bản màu vàng, thùng gỗ vàng và bản màu gỗ đen. Thì thùng đen thì đang về các bác. Các bác nào là thùng đen thì tiết kiệm được 2 triệu nha. Và thùng đen thì em đang giao các bác là 18.500. Còn cái đây là cặp vàng nha. Cặp vàng thì giá là 20.500. Đã bao gồm phí ship. Một chiếc loa này nó nặng khoảng là 30kg nha bác. Rất là nặng. 30 là hơn 30 một tí. Sở hữu 2 bát 20. Và một chép kèn phía trước. Kèn rất là lớn. Nên là cặp này các bác phủ trong phòng khoảng 45m² trở lại là vô tư nha. Lo đẹp là trên 95% luôn. Đẹp ngắt ngay luôn nha các bác. Cặp vàng thì em chỉ có về được một cặp duy nhất thôi. Đây, lo rất là đẹp, nó nặng nên không thể dịch chuyển được. Nói chung là đẹp, ngắt ngay khỏi tay luôn, không điểm trừ nha. Cái kênh của nó đây các bác. Cái kênh nó đầy hai chiếc loa. Hai chiếc loa bass 20. Đấy. Đây là thùng vàng. Còn thùng đen thì nó cũng là băng gỗ nha các bác, thùng đen băng gỗ. Giá nó sẽ tốt hơn 2 triệu là 18.500. Đây các bác thấy. Loa bên em về là loa chất bãi hết nha. Chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Gông lô bát là tất cả là bình gang nhôm đốc hết, bình gang hết nha các bác. Đấy. Lo là zin tuyệt đối nha, hai bên hông là hai cái ốp bóng piano mèo đá thạch anh. Đây, logo là logo đồng, Revealer tam đồng. Đây. 20.500 nha các bác. Và cặp loa này chiều cao rất là lý tưởng, cả chân luôn là 1m các bác, 1m2 phân nha. Cái chân của nó có tính năng là các bác có thể xe cái volume phía dưới, nó sẽ lòi xuống cái mình tăng cái nó sẽ lòi xuống cái chân đinh, nó sẽ bám xuống nền. Còn nếu chúng ta xe giảm lại thì nó sẽ chân đinh nó sẽ thụt trở lên nha. Và hai cái chân phía trước nó có hai cái volume mình vặn. Đấy. Cao 1m và ngang là 32 và sâu là 39 nha các bác. Hậu rất là sâu nên là lực tiếng bass nó rất là khỏe nha. Đối với các bác phòng mà phòng 20m² đó, 35m², 40m² thì các bác chơi cũng không cần súp luôn nha. Đây, phía sau của nó rất là mới nha, cực kỳ đẹp luôn, hàng tuyển hết nha các bác. Dòng loa này dòng loa vừa nghi vừa trân nên là nó cách điệu giữa chỗ cái chép này, đây giữa SVA 1800 hàng của USA nha các bác, hàng USA nha, hàng Mỹ nha các bác, đó là hàng Mỹ nha, mình nói hay chậm loa. Bác có tính năng chơi BY bass chép riêng biệt và cái lỗ thông hơi rất là to nha. Đấy, loa rất là đẹp nha, chỉ có một cặp màu vàng và một cặp màu đen tới chiều nay về, tới chiều nay về thì tối em sẽ quay video cho các bác nha. Màu đen thì 18.500 cũng đẹp len keng, hàng vì em hàng tuyển hết nha các bác. Hai bác nào chốt cặp này thì liên hệ cho em, chỉ có một cặp SVA 1800 thùng vàng băng gỗ, còn thùng đen thì 18.500, thùng vàng là 20.500, đã bao gồm phí ship. Các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì cặp này đối với các bác mà có phòng khách rộng rộng thì các bác chơi cặp này là hết bài luôn. Các bác kiếp đẩy hoặc là âm ly đều ok, âm ly cần công suất khoảng 1-200W trở lên là các bác khai thác tốt cặp loa này, vừa có thể ghép một con vang hát karaoke vô tư.